Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay em có một bài viết nói về nhân sâm. Và đối với những người mà lần đầu tiên mình mua nhân sâm á, thì làm thế nào để mình mua không có bị lãng phí và mình mua được đúng loại sâm? Đầu tiên thì em giới thiệu một chút là em hiện tại đang sinh sống tại tỉnh Liêu Ninh, khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Và Đông Bắc Trung Quốc á, thì có 3 tỉnh, gồm có tỉnh Liêu Ninh là tỉnh đầu tiên, sau đó đến tỉnh Cát Lâm, Xỉ Lịnh, rồi tới Hắc Long Giang là Hay Trung Trang. Là tỉnh Hắc Long Giang là cái tỉnh nằm ở cuối bản đồ, thì gần giáp với lại Nga. Và Cát Lâm thì nằm chính giữa. Tỉnh của em đang ở là tỉnh đầu của Đông Bắc, cho nên nó nhiệt độ ở chỗ em tuy là mọi người thấy lạnh, âm tầm khoảng 10 độ, âm 25 độ, nhưng mà nó là nhẹ hơn là tỉnh Cát Lâm và tỉnh Hắc Long Giang. Càng đi ra xa nữa thì nó sẽ càng lạnh hơn, cho nên là nhiệt độ ở chỗ em nó rất là khắc nghiệt. Tất nhiên khi mà khí hậu khắc nghiệt á, thì những cái củ nhân sâm được trồng ở trên núi hoặc là ở những cái khí hậu như vậy á, nó sẽ rất là tốt. Tại vì mình biết á, là nhân sâm á, thì trồng dưới đất càng lâu năm thì nó càng hấp thụ được càng nhiều chất dinh dưỡng và càng quý giá hơn. Cho nên á, là cứ tới mùa đông như vậy nè thì nó sẽ rất là lạnh, mà nó vẫn có thể chống chọi và sống ở trong đó. Rồi qua mùa xuân lại thì nó lại tiếp tục nảy mầm và phát triển tiếp. Việt Nam mình á, thì em thấy cũng có rất là nhiều người bán sâm. Thì thường á, là người ta sẽ bán sâm tươi ở trên các trang mạng xã hội, trên Lazada, Shopee em thấy bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà mọi người á, thì ở trên đó thì em tìm thấy là đa số là nhân sâm, là nhân sâm tươi, cái củ sâm tươi Hàn Quốc, sâm tươi Trung Quốc, rồi rất là nhiều nơi khác. Nhưng mà đa số người ta sẽ bán sâm tươi. Thì bây giờ á, không biết là nhân sâm ở Hàn Quốc với lại nước khác thì người ta trồng như thế nào thì em không có nói tới. Khu vực ở chỗ em á, thì em sẽ phân tích cho mọi người hiểu có những loại nhân sâm gì ở Cát Lâm nha. Thì ở Cát Lâm á, khi mà mình mua nhân sâm tươi thì cái củ nó to như vậy nè, trời, mình thấy nó to không? Nó muốn nửa cái tay em luôn nè. Thì nó còn có thể to hơn nữa. Thì những cái nhân sâm này á, thì mình nhìn thấy đặc điểm của nó, mới nhìn vào thì mình thấy trời, nó rất là to luôn, với lại là nhìn nó cũng bóng đẹp nữa. Cái này á, thì đã được hút chân không, có nước ở trong này để bảo quản cho nó không có bị hư á, là củ tươi nha. Này là cái cuống của nó nè. Thì những cái củ sâm tươi mình thấy ở trên mạng xã hội người ta bán rất là nhiều, thì nó không có cái, nó không có những cái khóc đi lên. Thì khi mà mình mua nhân sâm á, thì mình sẽ đếm khóc nha. Cứ mỗi một cái khóc như vậy á, là một năm tuổi của nó. Đây, những cái sâm nhỏ như vậy nè, mình nhìn á, thì mình cứ nghĩ là trời nó nhỏ xíu, nhưng mà thực chất ra thì nhân sâm quý là quý ở chỗ là số tuổi của nó. Và mình sẽ đếm mỗi một khắc ở trên này á, là sẽ là một tuổi của nhân sâm. Ở vùng Cát Lâm á, thì có rất là nhiều nơi người ta trồng nhân sâm ở dưới đất, kiểu như gọi là đất liền, tại vì đất nó bằng phẳng. Với lại á, là có nhiều nơi thì người ta trồng ở trong nhà lồng. Mình thấy nhân sâm mà trồng trong nhà lồng hoặc là ở đất liền á, thì trồng cũng, cái cách trồng cũng giống như là mình trồng cái củ cải trắng thôi, và nó phát triển rất là nhanh. Mà mình thấy ở trên này thì nó đâu có số tuổi cho mình đếm đâu nè ha. Cho nên là nhân sâm mà mình trồng ở dưới mặt đất nè, hoặc là trồng ở trong nhà lồng, thì đa số là trồng rất là dễ và thu hoạch sản lượng rất là lớn luôn. Cho nên người ta khi mà nhập sĩ ở đây á, thì em có thể nhập được với giá rẻ. Về Việt Nam mình cũng có thể bán với giá rẻ luôn, nhưng mà nó không có tốt bằng nhân sâm mà thực sự nằm ở trên núi cao. Và lý do tại sao á, mà em không có nhập cái nhân sâm này về bán, mà em lại phân tích rõ ràng cho mọi người. Em á, thì em thấy á, khi mà mình mua một cái củ sâm mà đúng chất lượng là hàng ở trên núi á nha, cái nhân sâm này á, thì tuy mình thấy nhỏ nhưng mà nó được trồng ở núi Trường Bạch 12 tuổi đến 18 năm tuổi. Nếu mà mình đếm tuổi của sâm á, thì mình sẽ đếm từ ngay chỗ này lên đây, là một cái, nhìn trên cái cuốn của nó nha, mỗi một khác như vậy á, là một năm tuổi bên đây luôn đó. Nếu như những người mà người ta rành về sâm á, người ta nhìn vô là người ta biết cách thế nào để phân biệt luôn. Còn những người mà lần đầu tiên mua hoặc là mình chưa có rành về sâm á, thì đây là cái cách đơn giản nhất để mình phân biệt được là nhân sâm này được bao nhiêu tuổi và có đúng hàng ở trên núi hay không. Với lại nhân sâm khi mà mình trồng trên núi cao á, thì nó sẽ không có mập mạp như là nhân sâm ở dưới. Và khi mình nhìn thấy á, tuy là cái củ nhân sâm này nó nhỏ, nhưng mà cái số tuổi của nó là càng lâu á, là sẽ càng bổ và càng quý. Cho nên á, mình chỉ cần sử dụng một cái lượng nhỏ xíu thôi là nó sẽ bổ hơn gấp rất là nhiều lần cái củ sâm bự như vậy. Cho nên đối với những người lần đầu tiên mua á, thì mình chỉ cần hiểu như vậy thôi là mình sẽ biết được cái cách mua không có lầm nha. Ở đây thì em có hai mẫu, một mẫu là nhân sâm 7 năm tuổi. Túi này một túi là em hút chân không tới 2 cây sâm lận nha. Từ đây nè lên tới đây 7 năm tuổi thì mình thấy cái độ tuổi ở trên đây nó sẽ ngắn hơn nè ha. Đó, mình thấy ở trên nó sẽ ngắn hơn.
nó không có dài. Còn nhân sâm mà 12 đến 18 năm tuổi á, thì mọi người thấy từ chỗ này mà nó dài lên tuốt trên đây, thấy cái độ tuổi của nó dài. Và em chỉ bán một cái loại là 12 tới 18 năm thôi, chứ em không có bán cái loại 7 năm nha. Vì là nhân sâm rất là quý, cho nên là em vận chuyển ở tỉnh Cát Lâm mình về tới Bình Thuận mình á, thì em vận chuyển bằng đường bay, cho nên nó sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hơn. Là kỹ tử với lại táo thì em vận chuyển số lượng lớn quá, cho nên là em chỉ có thể đi đường bộ nhanh. Và đến Bình Thuận á, thì em sẽ giao cho mọi người nhận hàng trong vòng tầm 2 đến 4 ngày. Và em sẽ đóng gói rất là kỹ để bảo quản cái sâm này nó không có bị ảnh hưởng, bị gãy râu hay này kia. Mà mọi người muốn mua sâm tự nhiên ở trên rừng á thì cái đó có, nhưng mà giá nó rất rất là đắt luôn. Với lại á, là mình chi phí mình sử dụng cho gia đình á, thì như vậy thì nó rất là cao. Không phải là ai cũng có thể sử dụng trong tầm tay. Còn cái sâm mà mình mua sử dụng trong gia đình mình á, thì mình mua cái củ vừa, đây hai củ nha, thì mình mua cái củ vừa như vậy thì gia đình mình sử dụng vừa phải túi tiền nè. Thứ hai á, là gia đình mình sử dụng sâm á, thì mình sẽ xem thử là nó thiệt sự là bổ dưỡng và có tốt cho sức khỏe mình như là trong người ta đồn từ trước đến giờ hay không. Đó thì mình sử dụng xong mình cảm thấy ok thì bữa sau á, mình mua tiếp tục mình sử dụng. Giá của nó là 320.000 một túi gồm hai gốc sâm như vậy. Nếu như mà mọi người mua hai túi 4 gốc sâm á, thì em sẽ miễn phí ship giao tận nhà cho mọi người. Và nếu như mà mọi người có thể mua một túi sâm và kết hợp thêm táo hoặc là kỹ tử này kia á, thì em cũng có thể miễn phí ship cho mọi người nha. Còn nếu như mà mọi người mua sâm mà để tặng biếu cho gia đình á, thì em có mua hộp sẵn về cho mọi người luôn. Cái này á, em không có tặng được cho mọi người hộp nha. Tại vì á, là em bán sâm thì nếu như em bỏ sâm sẵn vào bên trong hộp để em bán cho mọi người thì giá sẽ bị cao lên rất là nhiều. Vì một cái hộp mà khi mà em mua bên đây với lại em vận chuyển về thì chi phí của cái hộp á, rất là cao, nó lên tới 190.000 một cái hộp. Nếu như mà cái củ sâm này em cũng trang trí sẵn ở trong cái hộp này á, thì chi phí của cái củ sâm nó rất là cao luôn. Mình mua cho gia đình mình sử dụng thì nó bị lãng phí cái hộp mất tiêu. Cho nên là em có về hộp sẵn, nhưng mà chỉ để cho mọi người nếu như mà có nhu cầu á, thì mọi người mua cái hộp này để mà mình biếu cho đối tác, đồng nghiệp hoặc là biếu cho gia đình gì đó thì mình cần sang trọng á, thì mình mua riêng cái hộp này nha. Và lý do tại sao mà cái hộp này nó cao khi mà em vận chuyển về á, thì cái hộp này á, là thứ nhất là khi mà em mua giùm mọi người là giá bên đây nó đã cao rồi, và lúc mà em vận chuyển về thì người ta phải đóng trong một cái thùng gỗ rất là to vì sợ bị móp, bị móp cái giấy bên ngoài nè. Nếu mà bị móp là bỏ trắng cái hộp luôn á, mọi người không sử dụng được. Và thứ hai thì bên trong nó là một cái lớp kính như vậy, cho nên là chày xước hoặc là bị bể lớp kính á, thì đều phải nói là nếu mà bị như vậy là phải bỏ cái hộp luôn đó. Cho nên là cái khâu vận chuyển về rất là khó, chi phí bị độn lên cao á mọi người. Đó, cho nên là riêng cái hộp không nó mới đắt như vậy. Này á, thì nó được làm bằng nhung. Nếu như mà mình mua mình biếu, mình tặng cho đối tác hoặc gia đình gì đó thì mình sẽ tháo cái bị hút chân không này ra và mình lấy củ sâm, mình để hai củ hai bên như vậy, tặng cho người thân á, rất là sang luôn nha. Hộp này á, thì em về sẵn ở Bình Thuận luôn. Nếu như mà mọi người cần tặng biếu á, mọi người cần cái hộp á, thì mọi người nói em, thì em sẽ gửi kèm cái hộp này cho mọi người. Em không có tặng cái hộp được nha, tại vì cái củ sâm này mọi người thấy á, sâm mà em bán á, hai củ mà hàng ở trên núi, hàng ở trên núi mà người ta trồng tới 12 năm, 18 năm tuổi mà bán chỉ có 320.000 hai gốc sâm như vậy á, là giá quá là rẻ rồi. Chi phí vận chuyển rồi miễn phí ship này kia cho mọi người nữa đó. Cho nên á, là mọi người cần hộp á, thì mọi người mua hộp riêng nha. Nếu như mà em không nhập hộp về thì em sợ mọi người cần thì lại không có hộp. Cho nên là tuy là cái hộp chi phí cao 190.000 một cái hộp, nhưng mà em cũng về sẵn để nếu như ai có cần á, thì mình sẽ tiện hơn, mình không có phải lăn tăn đi kiếm hộp rất là cực. Còn một cái vấn đề nữa, khi mà mọi người tìm hiểu về sâm á, thì chắc chắn là mọi người sẽ thắc mắc nói nhân sâm này trồng 12 tới 18 năm, có củ thì tới 20 mấy năm, làm sao mà có thể chờ một thời gian dài như vậy mới có thể nhổ một cây sâm đi bán, biết chừng nào mới kiếm được tiền, hoặc là những người nông dân người ta trồng trên núi như vậy khi nào người ta mới kiếm được tiền. Sâm này khi mà người ta trồng ở trên núi á nha, thì người ta sẽ trồng rất là nhiều đợt, cứ kiểu như là cách một năm một đợt, một năm một đợt như vậy đó. Thì cái này vừa già tới
cái này vừa đủ mười mấy năm, hai mấy năm thì người ta bắt đầu nhổ và trồng cái mới liên tục như vậy. Cho nên là người ta luôn luôn có sâm để bán mà người ta không có bị đứt hàng. Liên tục trồng sâm mới và vẫn liên tục thu hoạch cái sâm cũ. Cho nên là không có phải là trồng một lần rồi chờ tới mười mấy năm sau mới thu hoạch bán cho mình. Còn nhân sâm mà ở dưới nhà lồng hoặc là mặt đất đó thì người ta thu hoạch rất rất là nhanh luôn. Em sẽ để cái video ở đây để cho mọi người xem được là nhân sâm ở đây người ta trồng trong nhà lồng. Những cái củ sâm mà mập mạp mọi người thấy á, thì người ta sẽ trồng như thế nào? Đây là nhân sâm được trồng trong nhà lồng. Nhân sâm này á, ở bên Trung Quốc người ta vẫn bán gọi là sâm tươi. Nhiều người á, người ta cũng mua về nấu ăn. Nhưng mà loại này á, thì nó sẽ không có bổ bằng cái loại nhân sâm trồng ở trên núi. Chắc hẳn cũng có rất là nhiều người á, lần đầu tiên thấy được cái mô hình người ta trồng nhân sâm như thế này. Với lại là lần đầu tiên thấy được cái lá nhân sâm là như thế nào, đúng không? Cả nhà đừng có bỏ qua video nha, mình xem đến cuối video sẽ biết được nhân sâm được trồng ở trên rừng và nhân sâm mọc dại ở trên rừng là như thế nào nha. Cho nên là không phải mình mua sâm á, mà cái củ càng to là càng tốt đâu nha. À, mọi người hỏi em á, là nhân sâm này mình mua về á, thì mình nấu gì với lại sử dụng cái gì? Thì nhân sâm á, thì thường á, là đàn ông á, sẽ mua về để ngâm rượu. Ngoài cái cách mà mình ngâm rượu á, thì mình còn có thể nấu được rất rất là nhiều món ngon. Hầm canh gà hoặc là hầm cái này cái kia. Mà cái này bổ á, thì mình không có thể sử dụng được nhiều. Mình sẽ sử dụng theo liều lượng. Mọi người mà muốn nấu những cái món canh hoặc là những cái món mà ăn hàng ngày sử dụng sâm để nấu á, mọi người sẽ tra Google. Ở trên Google á, sẽ hướng dẫn cho mọi người rất rất là nhiều món ăn làm từ nhân sâm và sẽ nói cho mọi người biết á, là mình cần bỏ bao nhiêu và lượng bao nhiêu là vừa đủ cho nó tốt cho sức khỏe. Mọi người xem một đoạn video người ta đào nhân sâm ở trên núi nha. Đây chính là cái phần trên của cái gốc sâm nè. Phần này á, là cái phần để mình đếm tuổi. Từ đây mình có thể biết được á, là nhân sâm này đã có số tuổi đời là bao nhiêu năm. Gốc nhân sâm này có tuổi đời là 30 mấy năm nè. Mình cùng xem đến hết video để xem thử á, là củ sâm này nó to như thế nào nha. Trên cái túi hút chân không này thì có tên của nơi mà người ta trồng củ sâm là núi Trường Bạch, Trảm Bại San. Mọi người nhắn tin qua Zalo 0826116634 gặp trực tiếp Tiểu Hồ luôn nha. 320.000 cho hai gốc sâm 12 đến 18 tuổi nè, 190.000 một cái hộp. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cùng em tìm hiểu một chút về nhân sâm Cát Lâm. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.